Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết. Thưa quý vị, hôm nay khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ đo được lúc 13 giờ ngày hôm nay tại Ba Tơ là 34,4 độ C. Tại thành phố Quảng Ngãi là 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất là từ 50 đến 60%. Sang đến chiều, nhiều nơi trong tỉnh xuất hiện mưa với lượng phổ biến từ 10 đến 40mm. Riêng Trà Nham có lượng mưa lớn lên đến 81mm. Còn ngày mai, ngày 31 tháng 7, dự báo nắng nóng có khả năng giảm nhẹ về cường độ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất là từ 50 đến 60%. Thời gian nắng nóng trên 35 độ kéo dài từ trưa đến 16 giờ chiều. Quý vị nhớ uống đủ nước và có các biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, trời nắng nóng lại đang trong kỳ nghỉ hè, làm gia tăng tình trạng trẻ em tắm sông, biển, ao hồ, cảnh báo nguy cơ đuối nước. Lưu ý với các bậc phụ huynh, chỉ cho trẻ bơi ở những nơi được cho phép và phải có sự giám sát của người lớn. Cần cảnh báo cho trẻ những khu vực nguy hiểm. Sang đến chiều có mưa rào và dông về nơi, nhất là khu vực các huyện miền núi. Người dân sinh sống tại các khu vực này cần chú ý. Đến ngày 1 tháng 8, nắng nóng có khả năng gia tăng về cường độ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất là từ 50 đến 55%. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông, ngày nắng nóng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhiều mây, chiều có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, nhiều mây, đêm có lúc mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng. Thị trấn Ba Tơ, ngày có lúc nắng, chiều tối có lúc mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Chuyển sang thông tin về thời tiết biển. Thưa quý vị, gió Tây Nam vẫn đang tiếp tục hoạt động mạnh ở vùng biển phía Nam của nước ta. Ở trạm đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Ở trạm đảo Huyền Trân có gió mạnh cấp 8. Với thời tiết này, hiện tại tàu thuyền ra vào đảo Phú Quý và Côn Đảo vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng quý vị lưu ý, sóng gió mạnh sẽ khiến chúng ta dễ say sóng hơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa. Tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét biển động. Sang đến chiều mai, dự báo gió sẽ giảm dần. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, tuy gió không quá mạnh trong đêm nay và ngày mai, nhưng bà con cần lưu ý đến mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trong mưa chỉ còn từ 4 đến 10 km. Nơi có thời tiết tốt nhất, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động trong đêm nay và ngày mai sẽ là vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa. Có gió không quá cấp 5, ban ngày trời chủ đạo là nắng. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 8, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng trên diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ C. Thừa Thiên Huế ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C. Đà Nẵng có mây, trời nắng, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C.